Nghệ sĩ Tấn Bell tên thật là Lê Tấn Danh, sinh năm 1970 tại Sài Gòn. Một nửa cuộc đời Tấn Bell phiêu dạt ở miền Trung và miền Bắc, theo các đoàn hát, cánh hát để kiếm tiền nuôi ba mẹ và hai người em hồi những năm sau giải phóng. Mãi sau này anh mới được sống và hoạt động đúng nghĩa ở mảnh đất mình đã sinh ra. Sau khi ba mẹ anh mất, một mình Tấn Bell lại tiếp tục bao bọc hai người em, cho đến khi các em đủ lòng đủ cánh, thì anh mới thả ra để về lo cho tổng riêng của mình, với người vợ làm nội trợ và ba cậu con trai. Vào năm 1995, Tấn Bell cưới vợ, đó là một người phụ nữ hiền thục, có cá tính khiêm nhường, luôn lặng lẽ đứng sau vinh quang của chồng. Trước đây, vợ của Tấn Bell làm cùng gia đình, đổi tiền đô thành tiền Việt rồi đem tới nhà cho người ta. Công việc đó là đổi tiền, buôn bán thôi chứ không phải là kinh doanh. Bản thân vợ của Tấn Bell cũng không có nghề nghiệp chính thức. Đối với Tấn Bell, Thành không bỏ ba má được, dù bất cứ giá nào. Khi lập gia đình cũng vậy, nên khi lấy nhau, vợ của Tấn Bell ở nhà chăm sóc cho ba má chồng. Người con trai lớn của Tấn Bell tên là Phạm Tấn Lợi, năm nay đã 22 tuổi. Tấn Lợi vừa tốt nghiệp khoa du lịch khách sạn trường Đại học Ngoại ngữ Thành phố Hồ Chí Minh. Tấn Bell còn có hai người con trai nữa tên là Phạm Tấn Lộc và Phạm Tấn Bình An. Cậu con trai thứ hai của danh hài hiện cũng đang học đại học và là người khá vui tính. Và cậu con trai út 15 tuổi vẫn còn đang học phổ thông. Nghệ sĩ Tấn Bell ít khi chia sẻ về gia đình mình vì thấy không có gì để nói. Vợ anh chỉ ở nhà làm nội trợ, không hoạt động nghệ thuật nên cũng chẳng cần lên báo làm gì. Tấn Bell thấy cuộc sống riêng của mình đã ổn định, không cần phải mang hết cả người thân, vợ con lên báo khoe khoang làm gì. Và vợ anh cũng không buồn khi anh giấu hình ảnh của cô ấy, và cũng chẳng quan tâm showbiz thế nào. Đối với nghệ sĩ Tấn Bell thì hôn nhân bền hay không là chủ yếu do tính người. Anh cũng chia sẻ với vợ từ đầu về công việc của mình nên được cô ấy hiểu và thông cảm. Nếu Tấn Bell có gì không hay thì báo chí tự khắc phanh phui hoặc là đưa ngay lên mạng xã hội. Từ đó đến nay thì Tấn Bell cũng chưa vướng tai tiếng gì nên vợ cũng không phải phàn nan ghen tuông gì hết. Ý thức được mình đam mê nghệ thuật nhưng phải dành thời gian cho vợ con. Ngày lễ người ta đi diễn nhưng Tấn Bell lại không đi, ở nhà đưa vợ con đi chơi. Tấn Bell đi làm có tiền là đưa hết cho vợ giữ. Cả anh và vợ đều không cầu kỳ chỉ ăn mặc hình thức nên cũng chẳng tốn kém gì. Có thể thấy cuộc sống vợ chồng của nghệ sĩ Tấn Bell vô cùng đơn giản. Nhưng bên cạnh sự đơn giản ấy là một gia đình vẫn đang và luôn rất hạnh phúc.